Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố, quán triệt triển khai các chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng và kết nối trực tuyến với điểm cầu các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và điểm cầu các đảng ủy phường xã trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã quán triệt chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục sắp xếp và đổi mới hoạt động theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị, thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quán triệt sâu sắc việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, được tiến hành đồng thời với việc thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện thống nhất của Đảng, phát huy trách nhiệm tính chủ động sáng tạo, hiệu lực hiệu quả trong quản lý điều hành của nhà nước và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thiện và thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và triển khai tốt đề án số 04 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp để đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Hội nghị cũng đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đổi mới nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng là có giải pháp thứ nhất. Trong đó có nhấn mạnh một số giải pháp như là nâng cao chất lượng ban hành và cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của Đảng theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm và bám sát thực tiễn. Lãnh đạo thì phải đồng bộ, phải toàn diện, nhưng đồng thời cũng phải có trọng tâm trọng điểm, chứ không quá dàn trải, không quá là phân chia nguồn lực để cuối cùng là không tạo ra những cái sản phẩm, không tạo ra những cái kết quả mang tính đột phá hoặc là tạo đà cho sự phát triển. Rồi kịp thời rà soát sửa đổi bổ sung nội dung văn bản không còn phù hợp, rồi chưa ban hành văn bản khi thấy là chưa thực sự cần thiết, rồi nâng cao cái chất lượng ban hành cái chương trình hành động, cái kế hoạch tổ chức thực hiện để phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Một số văn bản quan trọng khác cũng đã được quán triệt sâu sắc đến toàn Đảng và hệ thống chính trị tại hội nghị lần này, như chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 29 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số chỉ thị văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy.